tôi có nhiều đồng nghiệp ở báo Tiền Phong và trưởng thành từ báo Tiền Phong, phải nói là rất là sáng giá. Hôm nay được mời đến dự kỷ niệm 70 năm ngày xuất bản số báo đầu của Tiền Phong, cơ quan ngôn luận của Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thì tôi thấy cái không khí phải nói là đặc biệt, rất sôi nổi, đông vui, và có thể nói rằng là tràn ngập hoa tươi cũng như là cái không khí mọi người rất là cởi mở, vui vẻ và cảm thấy hào hứng. Mặc dù hôm nay cũng có những cái việc khác rất là bận, nhưng mà tôi cũng để dành ưu tiên để đến dự với báo Tiền Phong nhân cái ngày trọng thể đặc biệt này. Từ những năm chống Mỹ cứu nước và sau này thì cũng gắn bó và thường xuyên tức là đọc. Gần đây thì đọc nhiều trên báo mạng những cái bài của báo Tiền Phong, thì để lại những cái ấn tượng trong tâm trí của chúng tôi, và những vấn đề báo Tiền Phong đưa ra thì kịp thời, chính xác và đảm bảo cái nội dung thông tin rất là quý báu. Và vì thế cho nên là tôi rất yêu mến báo Tiền Phong.